Vâng, xin được chào mừng các bác đã quay lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Xuân Lúc Đỏ. Thì ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong cái không khí phải nói rất là vui mừng khi em đã về được một lô loa, đó là CH. Đây là một dòng loa rất là hiếm trên thị trường. Gần như là năm nào mỗi một năm em lấy được một lần. Và năm nay đầu năm thực sự cũng may mắn là lấy được số lượng 15 cặp các bác nhé. Được 15 cặp. Nhưng hôm nay mới về được khoảng 4-5 cặp thôi, 5 cặp thôi. Được 5 cặp. Cho nên là em lên sóng cho các bác luôn lập tức. Còn 10 cặp thì chắc tầm khoảng độ 3-4 hôm gì đấy nữa thì mới về được. Thì CH là một dòng loa rất là VIP, một thương hiệu rất là cao cấp và chủ về những dòng loa sự kiện của Mỹ, của USA các bác nhá. Đây là do dòng loa của Mỹ luôn. Với những thiết kế chắc chắn, chiêu được theo dạng array và công suất lớn. Đây là một dòng loa bass 30 sử dụng và bass neo từ neo côn 100, 3 phân tần. Loa CH hiện tại được mệnh danh là một dòng loa có thiết kế thùng dày nhất trên thị trường, dày hơn cả MOS. MOS là một dòng loa mà em luôn luôn khen ngợi là độ dày của thùng nó chắc chắn và nó cho độ âm bass nó không bị mỏng, rồi cái thùng nó làm chắc chắn. Nhưng đối với CH thì nó còn dày hơn, chắc chắn hơn nữa, rất là chắc chắn luôn và dày kinh khủng luôn. Và thùng được làm bằng gỗ các bác nhá, bằng gỗ. Thì đây là một dòng model mà chúng ta đã khá quen thuộc, bên em đã hay bán rồi. Đó là CM122. Nhưng cái lần này bên em về CM122 15 cặp này nó sẽ khác so với CM122 mà các bác đã từng mua của các bạn em. Đây là bản năm sản xuất được sản xuất từ năm 2012, có nghĩa là đã cách đây là 8 năm rồi. Đã 8 năm rồi các bác nha. Nó khác với bản hôm trước em từng bán cho các bác. Đấy. Một chút tí em sẽ cho các bác thấy cái chút chỗ nào. Còn về thiết kế bên ngoài thì giống y chang, vẫn là e căng dạng caro với tem CH ở phía dưới. Thùng vách thì rất là dày rồi, loa này nặng kinh khủng luôn các bác ạ. 20 em nhớ không nhầm là 23 24 5 kg rồi đấy. Nó rất là nặng nhá. Lọ thông hơi phía trước các bác nhá. Tép đây, tép của hãng TB của mình luôn nhá. Tép TB của mình luôn. Thùng vách thì nó là chắc chắn nặng kinh khủng. Đấy, và chúng ta cùng xem cái ôi trời. Tuy nó là bắt neo nhưng mà nó rất là nặng. May là bắt neo bác, chứ nó mà bắt thường thì thực sự em không thể nâng nổi loa này. Nặng kinh khủng luôn. CM122 trở kháng là 8 ohm. Công suất làm việc là 600W. Đấy, nó cũng giống như những model bên em từng bán rồi bác. Nhưng model này được sản xuất 2012, nhìn vào bác nó mới hơn. Đấy, được sản xuất theo công nghệ của USA và được sản xuất lắp ráp tại China. Hàng xịn các bác nhá. Hàng xịn luôn đó. Hàng CH từ nhà máy đã được chuyển sang Trung Quốc rồi, cho nên là chúng ta sẽ không có tìm được CH ở Made in USA đâu, mà chỉ có là CH Audio Production của USA và sản xuất tại China. Nó giống như lo BMB, lo B3, MUF, DK vân vân và vân. Kể cả JBL bây giờ cũng là sản xuất tại Trung Quốc hết, không có sản xuất tại Mỹ được các bác nhá. Đấy, mọi người lưu ý cho mấy cái đồ này. Còn loa hình thực đẹp tuyệt vời, là không chê được gì cả. Về thùng vách thì như em đã nói các bác rồi, loa CH là nó dày, thùng vách nó dày khủng khiếp luôn. Thực sự các bác nhìn này này, dày kinh khủng luôn. Nó quá dày luôn. Đấy, bông là vẫn là bông thủy tinh trắng như mọi lần. Đấy. Và con này thì sử dụng là 3 phân tần các bác nhá, 1 phân tần này. Đây này. Nói chung là hơi khó cho bác xem. Đây, 1 phân tần ở phía đây. Trong đây, 1 phân tần bát đây, 1 phân tần tép ở đây. Đấy. Thì rất là kinh khủng luôn, 3 phân tần các bác nhá. Sau này là 3 phân tần. Đây. Đấy. Đấy. 3 phân tần các bác nhá, 3 phân tần luôn. Dây thì rất là to. Rất tiếc là quên tép em chưa tháo. Tép thì chắc là nhiều người đã biết rồi. Tép là sử dụng tép của BT. Đấy. TB, xin lỗi nhé, TB. Tép của TB các bác nhá. Nhưng mà do là CH họ liên danh để họ đặt hàng cái tép này họ dùng, cho nên là họ đã bóc cái tem TB mất rồi. Đã tất cả cái em ngày xưa em có tưởng là do cái khi quá trình sử dụng cái bên kia họ bóc ra, nhưng không phải. Tất cả những model bên em mua về CH, kể cả đến bây giờ cũng vậy, họ cũng luôn luôn bóc cái tem của thùng TB ra, bởi vì là họ muốn gọi là để cái tên của họ lên đấy, nhưng mà họ không dám, họ đã bóc đi để họ chia dấu phải điều đó. Nhưng mà cái tép này chúng ta nhìn biết ngay nó là tép của hãng TB Audio, là một thương hiệu của Mỹ luôn các bác nha. Đấy, họ rất là đẹp luôn, dày này, bóng này, chất lượng nhựa tốt cho bác, chất lượng nhựa rất tốt, nhìn nó bóng ngón như thế này các bạn, rất là đẹp nha. Còn về chiếc bát đây thì như em đã nói các bác rồi, đây để cho mọi người xem chiếc bát. Đây là một dòng bát từ neo, phải em trừ lau bụi quá các bác thông cảm nha, rất là bụi luôn. Đây là một chiếc bát từ neo côn 100, côn 100 với thiết kế những thanh tản nhiệt rất là lớn rộng ở đây, chúng ta lại tản nhiệt cho côn. Và đặc biệt côn này là côn hở các bác nhá, côn hở
Các bác có thể nhìn qua bên đây để chúng ta thấy côn bên trong. Đấy, các bác sẽ nhìn qua bên đây là sẽ thấy được côn bên trong này. Đấy, thấy được côn bên trong. Và đây, loa này được sản xuất từ 18 tháng 4 năm 2012, 18 tháng 4 2012. Thì cái đời model của lần này á, 2012 nó lại khác với cái đời trước một chỗ duy nhất. Đó là ở nơi cái màng đây. Ở nơi cái màng sau, cái mặt sau của cái dòng loa này thì họ đã kết cho chúng ta một cái lớp gọi là lớp chúng ta gọi là lớp chống nước. Đấy, lớp chống nước đi. Và cái lớp này nó gia cố cho cái mép màng tốt hơn. Bởi vì ngày xưa các bác để ý á, ôi trời nặng quá. Các bác để ý cho em, thì những cái loa CH hồi trước á, thì họ đã quyết cái kiều ở đây rồi, nhưng mà họ chỉ quyết cái mặt này thôi, họ đã không quyết mặt sau. Cho nên là khi mà đánh hiệu suất cao, nhiều người đánh quá nhiều, đánh lâu năm ấy, thì nó sẽ hay có những cái vết nứt hơi dầm dầm nhỏ ở đây, nứt cái chân chim ở đây. Đấy, bởi vì là họ không gia cố hai mặt. Thì đến bây giờ thì họ đã gia cố hai mặt, đã cố cả mặt sau. Cái đời 2012 họ đã cố mặt sau. Còn về phía cái nón hay là dâu thì giống nhau, vẫn giống y chang cái thời đó. Gân là gân ba sóng tận dầu bác nhá, gân ba sóng. Đấy, gân này thì bên em sẽ quét dầu cho mọi người lại. Đấy, bên em sẽ dưỡng lại dầu cho các bác, dưỡng lại một chút dầu để cho mọi người đánh cho nó êm và nó cho nó bền gân được các bác nhá. Đấy, về cơ bản đằng quá là tuyệt vời. Đấy, rốn là rốn đổ keo rất đẹp đúng không bác? Đấy, nhẹn đây, côn đây. Côn đây, các bác nhìn này, côn đây. Đây, để cho mọi người xem. Côn vàng, vàng chanh. Côn vàng chanh. Đấy. Đây các bác thấy không ạ? Côn vàng chanh nhé. Côn 100 các bác nhé. Côn 100 rất là to. To khủng khiếp luôn. Đấy, rất là to luôn. Bắt là rất là nặng, thì bắt neo nhưng rất là nặng các bác nhé. Rất là nặng. Thì với những đôi loa CH trước Tết bên em mà đã về được số lượng 40 đôi. Thì lần hôm nay bọn em về số lượng ít hơn. Và thời điểm này thực sự giá nó chát hơn rất là nhiều, nhập vào chát hơn rất là nhiều so với năm ngoái, nhưng bên em sẽ vẫn cố gắng đã cân đối cho mọi người được một cái giá tốt nhất như năm ngoái. Đó là cái giá đôi loa này hiện tại bây giờ cửa hàng em vẫn bán ra các bác vẫn là giá là 12.800.000 đồng. 12.800.000 đồng cho một đôi loa CH này bác nhá. Đây là một đôi loa bắt neo sử dụng tép tường của TB. Đấy, và những đôi loa này các bác hoàn toàn có thể chơi được sự kiện luôn, chơi sự kiện được luôn các bác nhá. Rất là nhiều người đã mua đôi loa này với em để đi chơi sự kiện luôn, thực sự rất là hay. Bởi vì loa bắt 30 cái lời là sẽ hay hay bắt 40. Cho nên là, và đặc biệt là bắt neo ấy, cho nên là tuyệt vời lắm. Và cái đặc biệt nữa, đó là cái dòng TB này nó công suất lên tới, CH này, nó công suất lên tới 600W. Cho nên em xin nhắc tất cả các bác đó là nên lưu ý dùm em. Tất cả những cái đẩy các bác đánh đôi loa này phải tầm ít nhất là 700-800W trở lên một kênh thì mới chơi được một đôi loa này. Đã có rất là nhiều người hồi trước đã coi thường những lời cảnh báo của em và mua những đôi loa này của em về. Cuối cùng là dùng những chiếc đẩy của mình đang sử dụng ở nhà 600W đánh không được. Thế là bảo là đánh sao mà nghe bùng 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 không ra cái gì cả. Đấy, và không hề nghe em. Cuối cùng là qua bên hàng xóm, cái đẩy của hàng xóm về 800W về đánh phát là nghe không chê được cái gì cả. Rất là hối hận và thực sự là cuối cùng bây giờ là không nghe lời em, cuối cùng là bây giờ là phải đổi bởi vì phải nâng cấp con đẩy nữa. Đấy, đấy nên lưu ý rằng em nói rất là rõ, đẩy cứ phải tầm 800 thì mới chơi đôi loa này xuất sắc được. Bởi vì đôi loa là côn 100 các bác nha, côn 100 và công suất nó rất là lớn, công suất làm việc của nó lên tới 600W. Và dòng loa bắt neo thì công suất nó đánh rất là kinh, cho nên bắt buộc chúng ta phải dùng con đẩy công suất thật lớn thì mới chơi được con loa này, nó mới khai thác hết được cái hay của nó. Đấy, và những bác nào mà đang có nhu cầu những đôi loa VIP, đôi loa bắt neo, đôi loa đẳng cấp như thế này thì liên hệ ngay cửa hàng bên em để chúng ta sở hữu đôi loa này các bác nhá. Số lượng có hạn thôi ạ. Số lượng có hạn chỉ có 15 cặp duy nhất thôi. 15 cặp các bác nhá, và giá là 12.800.000 giá tại cửa hàng bên em. Đấy, và tại kho. Và những bác nào có nhu cầu liên hệ ngay với cửa hàng bên em. Và hiện tại bây giờ em chỉ về mới được có 5 đôi và 10 đôi nữa thì chắc vài ngày nữa, cho nên là bác nào đặt hàng mà em chưa gửi hàng được các bác đợi cho em vài ngày nhé. Hàng về em sẽ gửi cho các bác ngay lập tức. Loa chưa vệ sinh nhưng nó rất là đẹp các bác nhá. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại ở những clip sau. Chào tạm biệt.